Sáng thế ký chương 7 trận hồng thủy. Chúa bảo Noe, con và cả gia đình con hãy vào tàu, vì ta thấy con công chính trước mặt ta giữa thế hệ này. Trong các thú vật tinh sạch, con hãy đem theo mỗi loại 7 con đực và cái, còn các thú vật không tinh sạch mỗi loài 1 cặp đực và cái. Con cũng hãy đem theo các chim trời, mỗi loài 7 con trống và mái, để giữ cho sống trên khắp mặt đất. Vì 7 ngày nữa ta sẽ cho mưa xuống đất 40 ngày và 40 đêm, và ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất mọi loài sinh vật ta đã dựng nên. Noe làm theo mọi điều Chúa đã truyền bảo. Noe được 600 tuổi khi nước lụt đến trên đất. Noe vào tàu cùng vợ, các con trai và con dâu mình để tránh nước lụt. Các loài sinh vật tinh sạch, loài vật không tinh sạch, loài chim và mọi loài bò sát trên mặt đất, từng cặp đực và cái, trống và mái đều đến với Noe và vào tàu, đúng như Đức Chúa Trời đã truyền bảo Noe. Đúng 7 ngày sau, nước lụt đến trên đất. Trong năm thứ 6 trong đời Noe, đúng ngày 17 tháng 2, vào ngày đó, tất cả các nguồn nước của vực lớn đều dâng lên và các cửa sổ trên trời, các tầng trời đều mở tung. Mưa đổ xuống đất suốt 40 ngày, 40 đêm. Chính ngày đó, Noe cùng vợ, các con trai, Sem, Cham và Japhet và vợ của ba con trai ông đều vào tàu. Họ và mọi loài dã thú, mọi thứ súc vật, tùy theo loại, mọi loài bò sát trên mặt đất, tùy theo loại, mọi thứ chim, tùy theo loại, và mọi loài có cánh. Chúng đến với Noe và vào tàu, từng cặp, mọi loài có sinh khí, đực và cái, đều vào tàu, theo như lời Đức Chúa Trời truyền bảo người. Rồi Chúa đóng cửa tàu lại. Nước lụt đến trên mặt đất 40 ngày, nước dâng cao, nâng chiếc tàu lên khỏi mặt đất. Nước dâng lên rất cao trên đất và chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước dâng lên cao, rất cao trên đất đến nỗi ngập hết tất cả các ngọn núi cao dưới bầu trời. Nước dâng lên cao, phủ ngập các núi đến 7 mét. Tất cả các loài sinh vật trên mặt đất đều bị diệt. Nào chim trời, dã thú, súc vật, loài bò sát trên đất và mọi người. Tất cả các loài có sinh khí trong mũi và sống trên đất đều bị chết. Mọi loài sinh vật trên mặt đất đều bị quét sạch khỏi mặt đất, từ loài người đến thú vật, từ loài bò sát đến loài chim trời, chúng đều bị quét sạch khỏi mặt đất. Chỉ có Noe và những người, những sinh vật ở với ông trong tàu còn sống sót mà thôi. Nước lụt bao phủ mặt đất suốt 150 ngày.